Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cây đàn rất nổi tiếng của Yamaha, đó là U3H. Đầu số seri cao, đầu số 2.9 thì có đầu tương đồng. Máy móc mọi thứ đều rất mới đẹp. Bây giờ mình sẽ thử âm thanh cho mọi người nghe.